Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Ôi, trời ơi, Buffon. Đang mùa World Cup làm gì liên quan tới bóng đá chút xíu. Để chơi cái này coi. Cây này là cây chống cây xoài ha. Hai cây cục dọc. Không biết nó được nổi không? Này phải coi có xà beng rồi. Này gọi là cây xà beng nha các bạn. Trận World Cup năm nay hay. Đội yếu hơn thì đá rất là tốt ha. Nhét thêm mấy cục đất lại vô đây cho nó chắc coi. Có một cái cột dọc. Ok. Lèn đất xuống. Rồi nha các bạn, có hai cái cột rồi. Giờ kiếm cái lưới. Ui giời. Trời ơi, con thằng lằn nó mới đu bên tay mình. Hai cái ná này đi ra đây vừa khích tôi đây. Ok chưa anh em? Chưa ai bày vẽ mà đẹp như tôi luôn. Sai cái bánh nó sai nhỏ. Số 4. Chết. Trời ơi, y răng luôn. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, đang mùa World Cup làm gì liên quan tới bóng đá chút xíu. Giờ sẽ dựng một cái khung thành đá banh chơi mấy anh đệ. Chắc cỡ này vừa rồi. Để chơm cây này coi. Cây này là cây chống cây xoài ha. Hai cây cục dọc. Hôm qua trận trận đó trận gì ta? Iran hả? Iran. Trời ơi, hai trái banh trúng hai cái cột dọc luôn. Len keng len keng. Không biết nó được nổi không. Này phải coi có xà beng rồi. Đây có đồ nghề luôn. Nãy vừa kịp tia. Này gọi là cây xà beng nha các bạn. Trận World Cup năm nay hay. Tại vì kèo dưới á, nói chung là đội yếu hơn á. Đội yếu hơn thì đá rất là tốt ha. Ăn kèo trên luôn. Nói chung từ đầu từ vòng loại tới giờ là kèo dưới ăn nhiều. Mà một cái giải đấu mà có kèo dưới vậy nó mới hay các bạn. Chứ còn kèo trên chuyện ăn là đương nhiên rồi. Này mình leo đây mình nhúng nhúng giống như giọng cừ luôn. Nhét thêm mấy cục đất lại vô đây cho nó chắc coi. Ok. Có một cái cục dọc. Cục dọc này mà cỡ dân số chuyên nghiệp xuống cái chắc ngã cột luôn á. Rồi chơi thêm một cây nữa là chúng ta có thể bắt đầu rồi. Mấy cái đội bóng mà đánh giá yếu hơn á thì từ từ người ta sẽ coi như là tiến bộ lên. Còn những cái đội bóng mà đã trên đỉnh cao của danh vọng rồi á thì nói chung là nó sẽ tiến bộ chậm hơn ha, cho nên là theo thời gian thì những người ở dưới á sẽ đuổi kịp những người đi trước. Vấn đề là người đi trước á là phải tăng tốc nhanh lên thì mới tạo ra được cái giữ được cái khoảng cách sự chênh lệch. Còn nếu đứng yên tại chỗ là ở dưới người ta lên liền. Chắc cỡ này vừa rồi ha. Bự quá chụp cũng nổi không? Xa hơn hả? Mình đâu phải chuyên nghiệp đâu mà một sải chân. Nhiều khi một sải tay thôi chụp cũng nhức nhạt rồi. Ok, làm dấu một cái đi. Giỡn quá mà nhà hết keo xịt tóc rồi cho nên đầu tóc nó bù xù bà ông thông cảm nha. Chưa đi mua keo xịt tóc nữa. Đâu rồi? Ồ, dung. Dung cải tạo đất.
Ok. Lèn đất xuống. Rồi nha các bạn, có hai cái cột rồi. Bây giờ phải có lưới có đồ nữa, tại giờ quá không dám vuốt tóc luôn á. Giờ kiếm cái lưới. Để ra sao? Mình chôm cái lưới đánh cá lên mình làm cái lưới cầu môn luôn. Quậy quá quậy rồi. Nói chung mình nghĩ cuộc sống này nên vui vẻ các bạn. Cuộc sống này nên vui vẻ, tại vì nó quá nhiều căng thẳng rồi. Chúng ta nên xả cái vai căng thẳng, xả cái vai u ám, xả cái vai bi cực ra, mà để mà chúng ta hưởng thụ cuộc sống lúc này lúc khác. Đồng ý là cuộc sống nó có nhiều áp lực, mà nhiều khi áp lực đó nó sẽ làm cho chúng ta nên người giỏi hơn. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải biết cân bằng ha. Đây, ui giời, trời ơi, con thằng lằn nó mới đu lên tay mình, biết vậy dứt nó luôn rồi. Nằm trên bao cháu rồi đó, 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 đó. Làm đậu làm hết hồn. Nhất là các bạn, những ông bố trẻ mà có con nhỏ đâu á, thì nên vui vẻ, nên trò chuyện nhiều với con cái, nên chơi với nó nhiều hơn. Đó, mình cái người cha đó cũng nên gọi là quay về tuổi thơ, quay về thành một đứa con nít để chơi với con mình. Thì thứ nhất là tình cảm cha con nó sẽ thấm đẫm nè. Sau này có chuyện gì nó cũng tâm sự với mình. Nó có một người bạn. Thấy không? Thời bây giờ mạnh ai ở nhà nấy. Ở thành phố thì suốt ngày ở trong nhà không à. Mà cha mẹ lại ít trò chuyện, chơi đùa với con cái. Thì tụi nó... cái gọi là cái tư duy, cái suy nghĩ của nó, cái cảm xúc của nó không tốt đâu các bạn. Nói chuyện với cái máy không. Cho nên là các bạn thấy mình hay giỡn với con lắm, hay khùng khùng điên điên vậy á. Nó vui, nhưng quan trọng là nó vui. Đồ cây này có hai cái ná này đi ra đây vừa khít tôi đây. Quá đẹp luôn. Dài ra. Tôi nói nhiêu đây vừa rồi. Ảnh kêu làm dài ra đi anh. Dài ra để không vừa. Giờ phải đục lại. Trồng lại cây này. Vậy rồi. À, cái lưới vậy mới đúng chứ. Nói chung là tới đây là maximum rồi. Đúng không? Không sao. Có thể làm lại. Rất là nhanh. Này, lắp cái ổ này lại đi. Để cho cỏ mọc. Cái cỏ này là đậu dại ha các bạn ha. Buổi sáng nó lên bông đẹp lắm. Các bạn dành nhiều thời gian các bạn chơi với con á. Nó nói nhiều chuyện vui lắm các bạn. Vui, dễ thương. Đúng với cái lứa tuổi của nó ha. Mà mình á, mình chịu chơi với nó mình cũng trẻ lên luôn. Mình được nghe những cái nhận định của trẻ con. Mình cảm thấy cuộc sống này nó thật ra nó không quá phức tạp đâu. Người lớn mình nói cái lời nhưng mà cái ý ẩn bên trong rồi này nọ các kiểu, nhưng mà trẻ con nó thấy sao, nó cảm nhận sao, nó nói vậy thì nó rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng, không có mệt óc nha. Nên dành nhiều thời gian chơi với con. Mình làm cái này để mình vũ nó ra đá banh luôn cho nó có sức khỏe nữa. Ok. Ok chưa anh em? Đó. Chưa ai bày vẽ mà đẹp như tôi luôn. Mọi chuyện y như có sắp đặt trước. Cái lưới này là ở nhà mình có cái mương sau nhà. Lâu lâu đi kéo cá. Có nuôi cá nữa, dướng lưới đâu đây.
lưới nó vướng các bạn. Vướng chỗ nào ta ơi? Ok, ok, qua khúc vướng rồi. Rồi, thật, quá đẹp. Đâu rồi, trẻ banh đâu rồi? Nhìn khung thành của tôi thấy ghê không? Mình giỡn mình chơi nhiều quá thì cũng giống như là mình tập thể dục vậy. Mình nói chung là có vận động ha. Cơ thể mình nó cũng khỏe mạnh, đầu óc mình nó cũng gọi là thư giãn, sáng tạo ra được. Gì đây, cho mút trong nhà luôn hả? Ôi, à, trẻ banh kìa. Đảo tới, đảo lui. Đây, trẻ banh này là cũng là mua cho thằng Teppy đây. Size trẻ banh nó size nhỏ, như là số số 4. Mùa đá banh coi vui, nhưng mà mình không có coi nổi trận 2 giờ. Coi mấy trận 11 giờ là đuối à. Sáng nhiều việc quá. Mà coi vui à, không có bắt độ. Nói chứ ngày xưa các bạn, lý do tại sao bắt độ, một trong những lý do đó là chưa có tự tay kiếm ra tiền ha. Tiền đôi khi nó đến dễ quá, đâm ra không biết quý. Cái thứ hai nữa là gọi là thích, mà thích cái gọi là kiếm tiền rất dễ dàng. Nghĩ là mình hay, nghĩ là mình thông minh, mình có thử dự đoán được đội này thắng, đội kia thua, tỷ số bàn ra đó. Tưởng vậy, tưởng mình ngon. Ai ngờ té không à. Té một lần rồi nha. Nhưng mà nói chung là mình không có máu me cờ bạc lắm. Hồi lúc trẻ cũng bài đặt chơi banh bóng, cũng thua. Nói chung thì cũng tương đối nhiều tiền á. Đối với người khác thì có thể là cả gia tài luôn á. Nhưng mà mình thì đó, mình thua xong rồi mình mới nhận ra là không có dễ ăn ha. Dễ ăn thì người ta làm già bằng ngày rồi. Thì 4 năm có 1 lần, 4 năm có World Cup, 4 năm có Euro xen kẽ, 2 năm có 1 lần thì coi vui, coi thưởng thức. Nếu mà có này có nọ thì nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ cho có cảm giác thôi. Đừng có đặt hết tương lai của mình, đừng có đặt hết kế hoạch của mình vô cái trái banh này hết ha. Chết, trời ơi, y răng luôn. Đúng rồi, y răng. Trái đầu tiên là đá cục dọc này nè. Trái thứ hai đá cục dọc bên kia. Ôi sao mà đặt cái máy quay tự động mà người đá người chụp cho vui ta. Anh lát hồi anh với em đá bình thường, em vừa đá vừa quay luôn. Vừa đá vừa quay luôn hả, ghê vậy. Chúng còn dọc bên kia mới chịu. Trời ơi. Này. Này đi lượm. Này phải kiếm đi mà ngày hôm đó đi lượm banh. Rồi. Này cầu thủ chuyên nghiệp gì Serie A gì mà không ai lụm banh cho hết trơn. Đâu giờ tới em đi. Dạ anh xuất vô trái đi hả? Xuất vô trái đi hả? Các bạn thấy nha, cái cung thành bỏ trống vậy mà xuất hai trái xuất chưa vô nha các bạn nha. Ừ đúng rồi đó. Gondo bữa thắng nhưng thua phải không? Trận đó thắng nhưng mà bà con thua. Dữ thiệt. Đúng luôn, đúng là trúng một dọc rồi, nó xuất một cái là ngã luôn. Ghê thiệt.
Ủa, này không phải dân thượng rồi, này dân thượng dân gì. Ba trái chưa vô luôn nha các bạn. Ẩu rồi đó ba. Làm chặt chặt chút xíu coi. Sút cũng có lực chứ bộ, đúng không các bạn? Sức đổ không thành luôn. Yêu cục dọc rồi. Vô nha. Nói chứ quê á, sút ba trái không vô quê á. Trái này mình sẽ sút vô. Ăn mừng kiểu Ronaldo luôn. Bảy. Banh này nó mềm quá. Mềm đá đào chân quá. Trời đá. Đá gọi là đá lưng lưu cái này no. Cái này về bị gỗ động viên đó. Nó nắm đầu nó quýnh. Thôi nói chứ vô nè. Lụm. Không lụm được. Thôi tới em đi. Khán giả người ta bắt đầu nản anh rồi đó. Mình sao? À em chụp hả? Em đứng chụp chỗ này nè. Đúng rồi, đúng rồi. Ui dạ. Sáu luôn rồi. Mạnh đó nha, coi dừng lấy cái điện thoại luôn nè. Trời. Sao cục dọc hoài vậy? Mới trúng cái cục dọc nữa đó các bạn. Coi như là 7 trái chưa vô trái nào luôn, ghê thiệt, lập kỷ lục luôn. Vô. Ngã công thành luôn rồi kìa. Ngã công thành này lô quá. Vô rồi. Nói chứ à, cái phổi của mình á, cái phổi của mình nó không hợp đá banh các bạn. Hồi xưa nói chung là mình rất là thích chơi thể thao ha, nhưng mà cái phổi mình nó không hợp với đá banh. Hồi xưa mình đi đá banh á, ở trên nó quăng cho mình một trái, mình chạy nước rút á, chạy một đường một cái là hụt hơi, không chạy nổi. Nhưng mà quýnh tennis á thì mình quýnh được 3-4 trận liên tục, 5 trận cũng được tại tennis. Mặc dù là nó cái tần sức vận động nó cũng nhanh, nó cũng nhiều. À, nó nhanh hơn đá banh luôn á, tại vì nó liên tục. Nhưng mà nó từng quãng ngắn thì cái phổi mình nó làm việc ok. Còn mà cho mình chạy nước rút đá banh á, chạy một hơi thôi là ói luôn á, chạy không nổi. À, lan kèn cục dọc quá. Rồi bây giờ đổi cầu thủ nha. Đây em đưa đây. Chết. Đổ nữa rồi. Thua rồi. Quên, nãy quên kêu anh em bắt kèo ha. Một đều rồi. Chỗ này đất cứng mà, để dặm thêm miếng cho nó sâu sâu chứ đứng lâu rồi. Này quăng gần đang lát té xuống rồi kê cái đầu xuống đập chết luôn. Này cứng à, này sâu rồi.
Ok. Rồi. Ghê quá bạn. À, đội tuyển Đức đã ghi vô đội tuyển Việt Nam rồi. Đã 5 trái lượt rồi. Ok. Đừng ngã nữa nha ông nội. Quá dữ. 2-1. Đội bạn tuy là sút chính xác nhưng mà thủ môn ghê quá. Ba một. Nhiêu? Thôi làm lại từ đầu nha. Em hồi nãy coi như anh nháp đi, đừng tính đi, bỏ đi. Hồi nãy chưa cháo. Giờ em là 3 vô 1 rồi đó. 3 vô 1, ok. Ôi, đù, hơi bị ghê á nha. Ai, ối banh rồi. 5 vô 1. Yeah. À, cơ hội trong tầm tay luôn. Nè các bạn coi mình lấy cái Galaxy Note mấy nè. À, vua xuất cục dọc luôn. Kỳ ta. À, tổ không đãi rồi, vua xuất cục dọc luôn. Này. Ôi, các bạn biết, vừa đá banh mà phải vừa làm gôn nữa nó mệt lắm. À, suốt nãy giờ 5 trái cục dọc rồi. Một trái vô không nha. Chỉ cần hai trái là lụm. Vô hai trái là lụm rồi các bạn. Bên kia vô có một trái à. Ủa kèo này đá gì vậy ta? Đá Long Pepsi hả? Chơi luôn. 7 luôn, đi lụm banh no. À, mọi người nói nhìn anh giống Ronaldo quá mà Ronaldo này hàng Shopee rồi. Này Ronaldo hàng Shopee. Hồi xưa mình đi làm nhà hàng á thì mới mở nhà hàng ra thì cũng muốn tạo sự kết nối làm quen với lại này nọ các thứ. Cũng có tổ chức đội bóng mang tên nhà hàng mình các bạn. Mình là gọi là gì ta? Nhà tài trợ. Nhờ cho nhà tài trợ vô đá. Quăng cho nhà tài trợ chứ banh chạy trợ chạy vòng xong ra thở. Thôi, đổi người. Mệt quá chịu không nổi. Dí một trái banh thôi về muốn chuột rút luôn. Nói chứ vô nè các bạn. Trời, đá cái này đi lụm chết luôn, để lụm cho em ơi. Trời ơi, chị vậy còn có hai cơ hội thôi. Trái này mà đá hụt là coi như là từ quề tới thua luôn. Quề đá tiếp đúng không? Mà anh sợ anh thua luôn. Người ta đá vô con trái, mình đá không vô trái nào là tầm bậy luôn rồi. Đời nó vậy các bạn. Nhiều khi thấy chắc ăn nhưng mà không có chắc ăn. Rồi nhiều khi mình có ý tưởng tốt nhưng mà cái khả năng thực hiện của mình nó quá kém đi. Nó cũng không nên chuyện ha. Kinh doanh cũng vậy. Nhiều khi ý tưởng tốt đó nhưng mà cái khả năng thực thi nó, khả năng biến nó thành hiện thực quá kém. Cho nên là cũng không thành. Kỳ ta. Chắc phải sút bằng má ngoài. Một cú cứu lòng. Trời ơi. Tôi tính đưa nó vô cái góc rồi mà nó đúng cái chỗ đó luôn á. Nó chạy cột dọc có chút xíu à các bạn. Xíu à.
Ây da. Mệt quá. Mệt thiệt á. Chúng em mệt giả. Này không có diễn đâu, này mệt đâu. Mệt lòi luôn á. Nhưng mà bạn thấy cái khung thành mình dựng đẹp không? Lưới đỏ đàng hoàng. Ủa Ronaldo đánh cái này à. Không vô nữa thôi á, phải đo bước chân. Phải quyết định á. Hả ghê không? Xạo quá. Cái này mình đá vô mình ghi mình ăn mừng kiểu Ronaldo luôn nha anh em. Ôi mệt quá. Rồi giờ 5 trái tiếp đúng không? Đúng rồi. Đó đã cho căng thẳng 2 trái thôi. 2 trái thôi, 5 trái lâu quá. Không, có nghĩa là trái này em vô mà anh không vô là anh thua luôn. Có nghĩa là một trái rồi đó, kiểu dạng vậy á. Ôi! Trái này mình tính bắt trước gì nó đá kiểu cò cò mà sợ rớt cái móng chân quá nên thôi bỏ đi. Nên mà anh em cổ vũ mình, trái này mình vô là mình ăn luôn nha anh em. Hai lấy đà má tướng này đi, giống đi quýnh lộn hơn đi đó. Bậy rồi, bậy rồi, có một góc một à. Ấy da. À, anh em chắc cũng nản lắm, anh em nói tưởng có gì vô vô coi hai thằng đá dở. Hai thằng đá dở quá, đá hoài đá không vô, bảo đảm là có người coi con clip mà cầu á, cầu cho nó đá vô đại. Ôi trong tầm tay, ok. Không, cái này mình sẽ đá bằng má ngoài chân phải nha các bạn. Bóng sẽ đi xấy 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 theo một cái quỹ đạo mà không ai biết được, kể cả mình luôn. Anh em chờ coi nè. Trời ơi, nhưng mà nó không mẻo. Nó đi có con đường thẳng một à. Ôi trời ơi, bu phong dính luôn. Cột bên đó đó em, anh không đá góc bên này ở đâu. Bậy rồi, đau quá. Sao kỳ vậy? Bà con nói thôi, hai đứa bay vô quảnh tù xì, ăn thua có ăn thua mà. Đá banh chắc tới chiều quá. Bà con nói hai đứa ra chơi, nhiều gái bị quảnh tù xì gì đó kết thúc cho rồi. Hai đứa đá bèo quá. Ướt hết cả áo. Quảnh tù xì luôn. Chắc mình hợp với làm thủ môn hơn các bạn ơi. Chụp đồ này nè.
Cứu tôi. À, này là sân công viên các hoàng tử. Hoàng tử chụp ếch. Vô. À, thắng được Long FC rồi các bạn. Yeah. Đào hết cái bóng chân luôn. Đỏ hết rồi. Ok các bạn. À, đang mùa World Cup. À, trong người rất là nhiều lửa, rất là nhiều cái vui. Mỗi ngày lên mạng post những cái nội dung mà vui vui với mọi người. À, nhưng mà thật sự bên trong á, qua những cái content vui vui trên Facebook mà nói về thu độ đá banh đâu á, thì mục đích tính là khuyên mọi người đừng có đặt hết cái tương lai của mình, những cái dự định của mình, những cái ước mơ của mình vô cái trái banh nha. Trái banh nha, nó lăn, nó không biết phương hướng đâu, cho nên đặt cược vô nó là chết. Thôi mình đi thở đây, mình mệt quá. Bye bye các bạn.